Hiện tại, chỉ có 6 khách sạn tham gia. Apple đang hợp tác với Hyatt để cung cấp cho một số khách của khách sạn khả năng lưu trữ chìa khóa phòng của họ trong ví Apple của họ. Như đã thông báo trong một bài đăng trên tòa soạn của Hyatt. Thay vì kiểm tra túi để tìm chìa khóa phòng, giờ đây bạn sẽ có thể sử dụng iPhone hoặc Apple Watch để mở khóa phòng của mình cũng như bất kỳ khu vực nào khác xung quanh khách sạn yêu cầu chìa khóa để vào. Hiện chỉ có 6 khách sạn Hyatt ở Mỹ hỗ trợ tính năng này, mặc dù Hyatt cho biết họ có kế hoạch đưa tính năng này vào các khách sạn trên toàn thế giới. Nhưng hiện tại các khách sạn tham gia bao gồm Andaz Marriott Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort and Spa, Hyatt House Chicago, West Loop Fulton Market, Hyatt House Dallas Richardson, Hyatt Play Fremont, Silicon Valley và Hyatt Regency Long Bờ Biển. Chỉ cần lưu ý rằng để sử dụng tính năng này, iPhone của bạn sẽ cần iOS 15 trở lên và Apple Watch của bạn phải chạy WatchOS 8 trở lên. Hyatt lưu ý rằng sau khi hoàn tất đặt phòng, bạn có thể thêm chìa khóa phòng vào Apple Wallet của mình thông qua ứng dụng One of Hyatt. Chìa khóa sẽ hiển thị số phòng của bạn và chỉ kích hoạt khi phòng của bạn đã sẵn sàng để nhận phòng. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với phòng của mình, bạn có thể thực hiện việc này thông qua ứng dụng và khóa của bạn sẽ được cập nhật tự động. Khóa của bạn sẽ vô hiệu hóa sau khi bạn đã đăng xuất. Apple đã xem trước tính năng này tại WWDC 2021 cùng với tính năng ID kỹ thuật số của nó. Sau khi ra mắt, điều này sẽ cho phép người dùng ở các tiểu bang tham gia lưu trữ kỹ thuật số thẻ nhận dạng của họ trong ví Apple của họ. Mặc dù Arizona và Georgia được cho là những bang đầu tiên cho phép người dân lưu trữ ID của họ trên iPhone của họ, nhưng việc triển khai nó đã bị trì hoãn cho đến năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!